Nó chưa có khai gì trơn, tự nhiên nói ra lộ vụ mình cắn. Gì? Hả? Gì? Gì anh mới nói gì? Gì đâu? Tụi mình là bao nhiêu người nữa? Con cáo luôn hả? Trời ơi, thiệt luôn á. Em thất vọng quá, em đang bị chết cái chuyện bên ngoài rồi. Em về đây em còn nghe chuyện anh em lừa lọc em nữa. Sao em sống được anh? Sao? Cái gì lừa? Ai lừa? Ai lừa? Ai lừa? Kể đi! Em kể cho nghe. Kể nghe. Đọc cuốn Conan kia bị lộ nè. Anh em là trên hết. Bỏ qua mấy vụ kia. Hồi sáng anh Tình bị chọc quê. Hai đứa bị chọc quê. Anh Tình bị chọc quê. Hai đứa bị chọc quê. Rồi, hai đứa bị chọc quê. Nhưng mà có mình anh Tình bị à? Tiếp tục. Không rồi hả, người ta nói là đồ nhà quê. Đồ không cùng đẳng cấp. Đồ không biết tiếng Anh, phải học tiếng Anh thêm đi. Ê, cốt đồn. Nó đúng thầy mày luôn á. Mặt về mày nhìn nó nói chuyện rồi mày chỉ với mặt tao. Ủa, thì tao dịch ra cho mày. You and you. Đó là có anh Tình mà. Suốt. Study. Yến Liệt. Là có nghĩa rằng là nó kêu hai tao nên đi học thêm tiếng Anh đi. Nhưng mà cái chữ du sau á, chỉ anh Tình là anh Tình á. Cái du đầu nó chỉ mặt mày sao mày không nói? Cái đó nó mờ nhạt tao quá. Tao tức mày quá. Tức là mắc kẹt. Tao tức ở đây là tức khó chịu chứ không có tức mắc kẹt. Mắc kẹt là cái chợ. Bây giờ từ từ. Nhớ mặt hai đó không? Nhớ. Cái thằng mà nói tiếng Anh á, nó cao đúng không? Nó cao hơn tụi em cái đầu. Rồi xong rồi da nó đen đen nè, nó để cái hàm râu quai nón à. Còn hàng lùn lùn, hàng lùn lùn sao mày? Hàng lùn lùn nó ốm hơn. Nó tóc quăn, cũng tóc quăn. Nó có nhộm tóc. Có nhộm. Nó nhộm y chang đầu này luôn. Nó nhộm y chang luôn, nhìn là muốn đập liền. Rồi quắc. Gì? Cái đó là hai thằng đó đi. Giờ chuyện có bốn thằng nè. Sao? Trưa nay ăn gì? Ha. Mày bỏ cái vỏ đi chợ xuống cho tao. Cống chân hả? Còn cái chuyện ăn uống nhà này á, thì bắt đầu từ bây giờ á, thương ai đấy tự lo đi. Nghĩ sao vậy? Một tuần cắn 500 ngàn. Cắn gì vậy? Cắn tới xương tới tủy hả? Cắn riết ốm luôn là thấy không? Nope. Còn anh nữa, lớn rồi, anh không biết khuyên này. Còn mày nữa, cứ bản thân cút đồ. Còn riêng mày á, tao rất là rấp lùm với mày. Em không có rấp lùm. Rấp lùm là vấn đề. Mày tung bịch mày, tao tức mày quá. Tự lo mà giải quyết đi. Nó chửi mày sợ tú bịch kìa, mày nghe chưa? Mà tao tức á. Giờ quay lại chuyện đây nè. Sao anh? Cắn được 500 đúng không? 500. Đưa tao có 50 á. Trời ơi. Em 30. Trời mát quá anh cá ha. Mát cái đầu mày. Cái đầu có bị khùng không? 45 độ ngủ đi chợ. Giờ 90 độ cũng phải đi chợ, nhà đâu còn gì ăn đâu. Giờ tao có dịch vụ ship tận nhà rồi. Dịch vụ gì? Tùm lum lá hết trơn á. Không được kể đó. Khi đó mà đâu phải tự nhiên em rủ anh ra đây cho ngồi đâu, có lý do hết đó. Câu này của tao mà. Em học của anh mà. Lý do gì? Anh thấy hai đứa trẻ ở nhà mình bị chơi như vậy, tức không? Thì cũng tức, nhưng mà nó ở nhà nó cũng bị chơi mà. Ở nhà bị chơi khác, ở nhà bị ăn chơi nó khác. Không có hơn thua trong nhà vui vẻ, còn ra ngoài bị người khác chơi mình tức giùm. Mày mới là đứa hơn thua nhất. Mày chọc cười nó nhiều nhất á. Em chọc nó vui mà, thấy nó cười tê tét không? Nhưng quan trọng là một con ngựa đâu thì cả tàu bỏ cỏ. Mà ở nhà mình tới hai con ngựa lần. Vậy là mình phải tới hai cái tàu bỏ cỏ. Hai cái tàu đó là em với anh đó. Tự nhiên cái bỏ cỏ hay văn nho lắm. Rồi giờ tính sao? Tính gì tính, bây giờ phải kiếm được hai đứa nó đi. Gặp mặt đi rồi mới tính được chứ. Kiếm đâu kiếm, kiếm ngựa ngoài đời làm như kiếm trong game vậy. Hay được kiếm. Hai anh cho em hỏi thăm một xíu được không? Không rảnh. Không rảnh. Có nhớ anh Tình nói nhân dạng của ai này sao? Không, em đâu có hỏi đâu. Một thằng bự bự râu quai nón. Một thằng ốm ốm tóc nhuộm. Bự bự râu quai nón. Ốm ốm tóc nhuộm. Chứ không phải, không phải đâu. Sao mà vô lý vậy được? Sao sắp đặt gì đâu? Nãy nó nói là đúng rồi, em nhìn cái mặt là em biết là làm sao mà sắp đặt được. Rõ ràng mà anh không chịu nghe em. Hay quá mày nói với ai? Mày nói hả? Chắc không phải đâu. Anh kêu vô lý không. Nhưng mà quan trọng là nó nói là ngay chỗ này. Thế nào cũng gặp hai khứa đó à. Cứ đứng đi. Hey man. Yeah. Cho em hỏi thăm xíu được không anh? Which way to go to the supermarket? Mắc kẹt. Đi cái hướng... No. English, please.
Ok. Dạ. Qua đây. Đứng lên xíu đi, anh lùn lắm. Vô. Mi hủa chi? Hủa gì? Không, bạn em nó là Việt Kiều mới về nên là nói tiếng Anh không à. Không hiểu. Vừa mới nghe nói tiếng Việt xong. Oh no baby. I don't know Vietnam. In it. Please. Okay. Thì ý là mi hủa chi, mi hủa đi. Rồi cô biết chi tôi nói cho mi biết. Ủa nói cái gì vậy chú? Bây giờ ủa nói sao nói không biết. Nói Việt Kiều nói Việt xanh dữ à. Bạn em là định cư ở bên lâu rồi nên là nói tiếng Việt quen, nói tiếng Việt không quen. Tiếng Mỹ ok. Nhưng mà nó tiếng Việt không quen thôi. Em Việt Nam mà. Này nói tiếng Việt Nam mà sao không quen. Tôi nói tiếng Việt, nó nói tiếng nước ngoài nên mày không hiểu. Nãy giờ nói mày hiểu, vô mày hủa đi. Nói gì? Rồi nhìn cái mặt ri là biết hai đứa mà không hiểu cái gì rồi. Đi có bô lao rồi mà sao về tới đây quen hết tiếng cho xanh mẹ đẻ vậy. Thất bẹ quá. How long in America? 10 năm. Mày, 10 ngày à? 10 ngày mà tao nghe tưởng 10 thế kỷ không, đi mới 10 ngày mà đặt quên tiếng Việt. Trời ơi, ra dẻ quá à. Đi 10 ngày rồi quen thấy tiếng cho xanh mẹ đẻ vậy. Về đây nói vậy người ta chửi cho thất bẹ quá. Ủa chú, nói gì chú? Không hiểu phải không? Để tao dịch cho. Anh dịch đi có. Nói là đi có 10 ngày mà về đây mà bà đặt nói tiếng Anh, tiếng U đồ. Tiếng cha sanh mẹ đẻ thì không có nói được, nói tụi bay ngu á. Thất bại của tao quá. Khúc ngu cho nó. Thêm ngu. Thấy chưa? Bị chữ mà cần phiên dịch là sót thương nhân he đó. Chí mạng. Nè, rớp cái ngày chơi nè. Rớp cái ngày chơi nè. Đó, dịch cho nghe luôn á. One. Tao thịt mấy nhưng tao không hề dám nổi ra con lẹ ngại con lẹ gì. Không có lý do gì cả tao nghĩ tao không bằng được người ta nên nổi. Yêu mới chỉ là một điều gì đó quá xa mà. Yêu là một thứ quá xa quá tầm. Tao đã nói thật nhưng biết có thích tao đủ sâu đâu. Nhưng tao biết đi không cho nhưng tao vẫn thích như vừa. Đã tao thích ngồi mắt cùng với một khi đi nhìn thấy mi đang nổi. 3 phút nó quá ngán để so với một ngày. Bo từ tao thích mi nó quá khó để nổi ngay. Bo 5 phút tao không cơ. Tới đó thôi. Thất bại. Dịch. Thất bại. Nguyên cái đoạn kia nhiều quá làm biến dịch. Lên Google có hết luôn. Nhìn cái mặt ngu ra vậy là biết không biết rồi. Sao vậy? Tôi rớt mi không hiểu chi hả? Nè, nói tụi bay nghe. Đạo lý đi. Đạo lý nè. Làm gì làm đừng có quên cái gốc gác của mình. Hiểu không? Cái tiếng cha sinh mẹ đẻ của mình ra nó rất là đẹp. Mình phải trân trọng nó chứ. Mình phải tôn trọng cái ngôn ngữ của mình thì người nước ngoài ta mới tôn trọng mình. Để em dịch cho. Lòm gì lòm, tiếng cha sinh mẹ đẻ của mình là mình phải nhớ, không được quay. Tại vì người nước ngoài. Chú này nói hiểu rồi. Ông nói tiếng Việt hả? Ren tôi nói tiếng Việt luôn mi không hiểu. Dịch không hiểu. Đó. Ren đi mắc gốc hay vậy? Đây. Tại vì sao? Tại vì quê hương là chùm khế ngọc. Tại vì quê hương là chùm khế ngọc. Cho con trèo hái mỗi ngày. Cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương nếu ai không nhớ. Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người. Sẽ không lớn nổi thành người. Vỗ tay. Thất bại. Anh à, làm gì vậy? Dịch. Không, ông nói hiểu anh nó không hiểu vậy. Đang tôi nói tiếng Việt chứ nói tiếng Tụi bay bớt tiếng Anh đi nha. Đi nha, cái tiếng ngôn ngữ của mình thì không xài. Rồi bài đặt xạo đi chọc ghẹo người ta. Quay bây giờ, dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, sắp vào sau. Đúng. Vỗ ta. Ai? Dạy con vỗ ta, thất bại à. Đứng lại. Lại đây. Còn câu này quý lắm mới nói cho nghe nè. Cháu ta ăn cỏ đồng ta. Cháu ta ăn cỏ đồng ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà không hiểu rồi. Để tay. Ừ, cháu tao là cháu này. Vậy mà cũng vỗ tay. Mà cháu tao ăn cỏ đồng tao. Mà làm gì có vụ cơm hẩm cháo hoa nhà người. Kia là ai? Tam hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam thứ hai. Nhóm tôi